lên không lên không lên thì lên vô cực á, vô cực mới được bóp. Nhưng mà đơn nghĩ vẫn vẫn phải lên không lên à, không lên nó bị thiếu thụ động á, bị động lắm, khó chơi lắm. Chứ vẫn phải lên à. Cầm điểm đỏ, cầm AFE, cầm điểm này nè. Cầm điểm này là hồi trang bị nè, hồi hồi cái không lên lại. Hai game này chắc là full đam luôn, khỏi lên tam hợp. Game này thì nó không có tăng, không có đấu sĩ gì hết. À, coi ghê. Chắc game này lên đồ one shot quá. Lên đồ one shot thì hơi mỏng. Để xem game này lên gì. Vô. Hồi chắc dừng phải là tam hợp á, lên cái này, lên cái này bị mỏng lắm, cái này mỏng mỏng lét à. Thôi tôi nghe cho nó sao e sớm vậy, hay sợ. Thôi lên đồ đam luôn đi, lên full đam nha, game lên full đam nha. Thôi được cái kiếm già này cánh chay luôn ông ơi. Sợ. Ủa mình không mất con gift nào hết sao 19 gift vậy ta? Tôi nhớ tôi mất mà. Ủa không mất à? Ok, con bò còn thi đốt luôn ngon. Đan luôn, một mình đan luôn. Ờ gần xuống. Mình điên. Tha đa đây. Yeah boy. Đường biến dời anh em ơi, lên trên ăn sứ giả, giúp mình di chuyển lên ăn sứ giả được. Boss đã được cân 2. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Gần dòng gần nó chơi mà ta sợ gì ta? Dòng gần nó chơi mà, nãy mới nói xong bò binh ở dưới nó chứ. Nó lia hết gần dưới rồi, nãy lúc này nó găng boss nó lia hết gần dưới rồi. Làm gì còn gần mà lia. Sao chưa? Chưa sao vẫn đai được. Còn thì xếp Gambit nha. Chạy. Chạy hẳn luôn. Ai sợ. Đợi thời diễn viên nữa. Cứ mỗi lần đánh xanh thì thời diễn viên thôi. Diễn viên đâu hoài vậy? Lên đi. Trời bắn trụ 200 mấy máu. Phút 12 bắn trụ 200 mấy máu. Là phải hiếm hoi lắm á. Hiếm hoi lắm mới được vậy á. Hầu như là không có luôn á. Để dụ những cái xài nó e qua. Xa đâu? Quân đã win scan 10.000 đồng. Game sau chơi Samira dạ kiếm đi đen nay xem giải thấy con đó hot tích quá. Cảm ơn Quân nha. Cái giải kiếm nó bị nép rồi. Người ta đang chơi bản cũ thì phải. 13.12 á. Bản mới cái giải kiếm bị 13 giải kiếm bị nép rồi. Không có mạnh nữa. Không có chơi được. Lên cái đó bị phí cái anh tì. Raven tới đây. Y ghê chán sống, bỏ tính gào nó bỏ hồi về luôn.
đỡ tốn thời gian. Gặp ai chơi đó luôn. Em mình chơi tới win mà. Mình chơi tới win mà quýnh nhóm đánh giải gì đó. Chết luôn nè. Thôi giờ hết vui. Hả? Hay không? Hôm nay không vui á, cho nên phải đánh vậy á. Hôm nay tâm trạng không được tốt lắm á. Nó cay. Ngầu không? Lâu lâu đường pha đó thôi đó. Anh em nhấn like subscribe kênh cho đôi nha. Cảm ơn em nhiều. Lâu đường pha hơn thôi. Cái pha đó hơn thôi chứ người thường sao làm được. Cái pha đó hơn. Đơn người thường mà sao đơn làm được. Mong gần cả thế giới cứ tâm trạng không tốt như này cũng hay. Ơi ẩu rồi đó ba. Ẩu rồi đó. Oh.